đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Nếu như các bạn đang muốn lựa chọn máy tính phù hợp để làm việc văn phòng, hay các bạn đang là học sinh, sinh viên, muốn đầu tư một chiếc laptop với số tiền không quá lớn, thì IdeaPad dòng Ultrabook của Lenovo là sự lựa chọn lý tưởng. Hiện tại ở đây thì mình đang có một chiếc Lenovo IdeaPad 1, sở hữu mức giá cực kỳ hợp lý nhưng được trang bị cấu hình siêu mới AMD 7000 Series. Bây giờ cùng mình khám phá chiếc laptop thú vị này nhé. Mình là một sản phẩm laptop học tập văn phòng nên IdeaPad 1 sở hữu ngoại hình mang phong cách thanh lịch, tối giản khi phần năm máy được hoàn thiện phẳng mịn. Chỉ có điểm nhấn duy nhất là logo Lenovo ở bên góc phải giúp nhận diện thương hiệu cũng như thể hiện được cá tính của người dùng. Dòng IdeaPad của Lenovo từ trước đến nay được biết đến là dòng Ultrabook thuộc phân khúc laptop mỏng nhẹ, và IdeaPad 1 thì cũng không ngoại lệ khi dày 17.9mm và nặng 1,58kg, giúp các bạn dễ dàng bỏ vào ba lô mang đi bất cứ đâu. Dù chất liệu để tạo ra IdeaPad 1 là bằng nhựa, nhưng tổng thể của máy khi cầm vào trải nghiệm thì có sự cứng cáp chắc chắn, mức độ hoàn thiện tốt nên các bạn có thể dễ dàng làm việc trong nhiều môi trường hơn mà không cần lo đến những tác động từ bên ngoài. Và với phiên bản mình đang có ở đây thì IdeaPad 1 được trang bị màn hình có kích thước là 15.6 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền TN và độ sáng là 220 nits, chất lượng hiển thị ở mức tạm ổn, phù hợp với nhu cầu văn phòng giải trí xem phim cơ bản. Bên cạnh đó thì màn hình sở hữu công nghệ chống chói anti-glare, đảm bảo khả năng hiển thị của IdeaPad 1 rõ ràng hơn trong nhiều môi trường với điều kiện ánh sáng khác nhau. Và cạnh trên màn hình thì được trang bị webcam HD 720p tiêu chuẩn, thuận tiện cho việc học tập và làm việc trực tuyến. Ngoài ra thì camera của IdeaPad còn có thêm tấm gạt che giúp dễ dàng bật tắt cũng như tăng tính bảo mật cho chiếc laptop của các bạn. Và đáng giá nhất trên chiếc máy này chính là phần hiệu năng, khi IdeaPad 1 sở hữu cấu hình siêu mới với CPU AMD Ryzen 5 7520U, 8GB DDR5, 512GB SSD, đảm bảo khả năng xử lý các tác vụ đa nhiệm, hạn chế tình trạng giật lag. Điểm nhấn trên mẫu IdeaPad 1 này là đồ họa tích hợp AMD Radeon 610M, đem đến khả năng xử lý nhanh chóng các phần mềm văn phòng như Word, Excel. Ngoài ra các bạn còn có thể chơi một vài tựa game phổ thông hiện nay như LOL, CSGO ở mức setting thấp hoặc xử lý tốt các thao tác chỉnh sửa hình ảnh đơn giản. Và xuống đến phần bên dưới là phần bàn phím, thì bàn phím của Lenovo lúc nào cũng là một phần mình rất thích, keycap lớn và cong rất ôm tay, thế nên các bạn sẽ không bao giờ lo bị bấm nhầm. Và độ nảy phím cao, cảm giác gõ sướng nên dù có phải làm việc cả ngày trên chiếc bàn phím này thì các bạn cũng sẽ không cảm thấy mỏi tay. Với IdeaPad 1 còn tích hợp thêm cụm phím số để phục vụ cho học tập, công việc khi các bạn phải nhập dữ liệu hay cần tính toán. Bên cạnh đó là phần touchpad với kích thước tiêu chuẩn, cảm ứng đa điểm cho cảm giác di thoải mái, khả năng tracking tốt và được đặt lệch về phía bên trái sẽ có chỗ cho chiếm ghi tay ở bên phải nhiều hơn. Và các bạn hoàn toàn không cần phải sử dụng chuột rời vẫn cảm thấy cực kỳ thoải mái khi sử dụng IdeaPad. Và để hỗ trợ học tập và làm việc thì cổng kết nối luôn được trang bị đầy đủ trên IdeaPad 1, bao gồm hai cổng USB Type-A, một khe thẻ SD, một jack audio combo, một cổng HDMI, một cổng USB Type-C và một cổng nguồn, giúp dễ dàng kết nối với các thiết bị ngoại vi như chuột, tai nghe, bàn phím. Tổng kết lại thì Lenovo IdeaPad 1 sở hữu mức giá mình nghĩ là quá rẻ so với những gì các bạn nhận được. Chưa đến 14 triệu đồng, chúng ta đã có thiết kế gọn nhẹ, màn hình rộng rãi 15.6 inch cùng cấu hình chip AMD 7000 series siêu mới, siêu ngon trong tầm giá sẽ rất phù hợp với các bạn sinh viên hoặc dân văn phòng. Và cuối cùng thì link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả để các bạn có thể tham khảo. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.